Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách thức chúng ta chọn cái design, tức là cái màu áo thun để chúng ta bán trên thị trường của nước Mỹ 328 triệu dân. Đây là câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều từ các bạn bán áo thun dù trên cái nền tảng platforms là bán áo thun trên Amazon, trên Amazon Merch, trên eBay, trên Teespring, trên Shunfrog, Wanilo, Cafe Press và những cái nền tảng bán áo thun chuyên nghiệp khác nữa, để chúng ta có thể chọn cái design, tức là cái mẫu áo mà 328 triệu khách hàng Mỹ thích và click và mua. Thì chúng ta phải hiểu được cái văn hóa, cái sở thích, cái tính cách của người Mỹ các bạn. Và đây là hai trong số các cách rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả mà mình đã áp dụng, và hoàn toàn có thể ra cái sale là 10 áo một ngày, tức là một tháng bạn hoàn toàn trên một cái tài khoản Amazon, eBay và Shopify kết hợp cùng với custom card, thì bạn hoàn toàn có thể bán được 300 áo trong một tháng các bạn, chỉ bằng hai cái cách sau đây. Và lẽ dĩ nhiên là có những cái cách khác nữa nhưng các bạn sẽ phải trả phí để truy cập hoặc là sử dụng cái công cụ, cái tools mà các cách đó cung cấp cho bạn. Lúc ban đầu chúng ta bán áo chưa có nhiều tiền, chưa có nhiều vốn, thì chúng ta hãy nên sử dụng hai cái cách này và rất là hiệu quả nhé các bạn. Thứ nhất là không gì bằng là chúng ta phải thiên thời địa lợi nhân hòa, tức là cái mẫu áo chúng ta chọn phải theo trend, theo cái xu hướng các bạn. Theo trend tức là theo xu hướng, tức là bạn bán cái sản phẩm hay dịch vụ thì nó phải đúng thời, tức là thiên thời địa lợi nhân hòa, nó phải hợp thời các bạn. Thì để có thể bắt được trend đó thì một trong những cái cách đơn giản nhất, như các bạn biết là mình bán áo dựa trên cái nền tảng của Shopify, trong đó ta tích hợp rất nhiều cái platforms e-commerce lớn nhất trên thế giới, đó là Amazon, eBay, Facebook, Wanilo, đó là điển hình. Ngoài ra còn một số platform khác, tức là mình bán áo trên Amazon và eBay mà được đồng bộ từ Shopify, và mình list áo từ cái nền tảng của nhà in custom cast. Chính vì vậy nhà in custom cast mới cung cấp cho chúng ta là những người bán áo cái lịch mà trong đó có ghi rõ những cái ngày tháng mà trong cái tháng đó, những cái ngày đó thể hiện những cái sự kiện, cái biến cố trong lòng nước Mỹ các bạn. Nếu chúng ta đưa cái sản phẩm của chúng ta, áo chúng ta có những cái design mà đúng với cái sự kiện, những cái biến cố trong nước Mỹ, thì cái khả năng mà khách hàng ưa thích rất là cao, tức là theo trend, tức là theo xu hướng hợp thời các bạn. Thì mỗi tháng custom card cung cấp cho chúng ta cái lịch của từng tháng, ví dụ năm 2020 tháng 9 đây các bạn, cái lịch đây bạn thấy là custom card và tháng 9 2020. Thì đối với những cái người bán áo chuyên nghiệp thì chúng ta phải nắm 2, 4, 6 khoảng 8 cái ngày mà trong đó có những cái sự kiện nó liên quan tới xã hội và con người Mỹ các bạn. Đối với người bình thường, ngay cả người Mỹ bình thường thì người ta cũng không có nhớ hết những ngày đâu, nhưng chúng ta là những người bán áo thì chúng ta nên biết, và chúng ta không hẳn là tận dụng hết tất cả 8 cái sự kiện này, chúng ta chỉ chọn ra vài sự kiện, sau đó chúng ta tự design, nếu có khả năng, không thì chúng ta đưa cho freelancer trên fiverr.com design và chúng ta trả phí, hoặc chúng ta nhờ các bạn sinh viên Việt Nam hoặc khoa học cái khoa mà đồ họa hoặc là mỹ thuật thiết kế áo cho chúng ta. Cái lý do là cái việc chọn cái design đó thì bán rất là quan trọng. Như bạn biết, kinh doanh online các bạn, thì hai cái điều quan trọng nhất đó là cái nền tảng, cái platform
chúng ta post sản phẩm dịch vụ lên thì phải có cái organic traffic, tức là lượng truy cập tự nhiên tới cao nhiều. Ở đây chúng ta bán trên Amazon với lượng truy cập là khoảng 1.6 tỷ, tức là 1 tỷ 600 triệu lượt truy cập một tháng, và IIB thì khoảng cũng trên nửa triệu lượt truy cập một tháng, tức là cộng lại tức là khoảng trên 2 lượt tỷ người truy cập tự nhiên một tháng, tức là dựa vào cái uy tín của Amazon và eBay. Tức là chúng ta phải sử dụng cái tầng 7 là đứng trên vai người khổng lồ trên nền tảng Amazon và eBay với lượng truy cập organic traffic rất là khủng như vậy rồi. Tức là có traffic rồi thì cái phần còn lại chúng ta phải có sản phẩm và dịch vụ tốt. Và đối với áo thun nó thì không cần bạn phải in áo thun, cái sợi chất liệu nó thật là quá xuất sắc, chỉ cần vải cotton của bạn, 100% cotton, tức là không có những cái tì vết và nó mượt mà, nó khẳng khiu là được. Và cái design trên đó đó các bạn thì nó phải đánh đúng vào cái tâm lý, chạm tới cái tim của người Mỹ thì lúc giờ họ mới bị gãy các bạn, thì họ mới xem và họ thích thúc, họ wow, họ trầm trồ và họ click vào mua nha các bạn. Bởi vì cái tư duy khi chúng ta kinh doanh trên online, e-commerce, cái platform chúng ta phải có lượng truy cập khủng thì càng tốt. Thì Amazon và eBay, chúng ta đứng với ba người khổng lồ, lẽ dĩ nhiên là chúng ta phải trả phí cho hai cái platform e-commerce khổng lồ này là đương nhiên. Nhưng cái tiền lời thì hoàn toàn có thể cover. Bởi vì bán một áo giá thấp nhất ở Mỹ hiện nay là khoảng 19 đô, tức là 20 đô. Thì nhà in cho chúng ta lời tới 50%, tức là một áo chúng ta hoàn toàn có thể lời được 10 đô một áo các bạn. Và với một cái mẫu áo định dạng là JPEG hay là PNG, bạn post trên cái platform eBay, Amazon, Teespring hoặc là Uniqlo thì bạn có thể bán cho vô số khách hàng. Và trên vô số các nền tảng như là eBay, Amazon, Teespring, Uniqlo, và không giới hạn. Và cái định dạng đó là JPEG 4.5x5.4 pixel, tức là chúng ta bán cái sản phẩm dưới dạng là POD, tức là print on demand. Chúng ta không có nhập một loạt cái áo thun từ size S là small nhỏ đến 6XL đủ các màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, vàng, tím, chúng ta bỏ vào kho. Nhưng mỗi khi khách hàng click và mua, lúc bây giờ chúng ta mới chuyển cái order đó tới nhà in custom card, in với cái giá sàn thấp nhất là hồi trước là 7 đô, bây giờ là 9 đô một áo, theo chất lượng của nhà in ngay trong lòng, trong 48 triệu bảng Hoa Kỳ, và vẫn chuyển theo cái tốc độ, cái cách thức đóng hàng kiểu Mỹ là UPS hoặc là USPS. Một áo vận chuyển trong 48 triệu bảng Hoa Kỳ, cái thời gian vận chuyển là từ 2 đến 5 ngày, trung bình là 3 ngày tới nhà khách hàng. Chi phí vận chuyển một áo hiện nay là 5 đô la. Với áo thứ hai thì có thể giảm 50%. Đã gộp chung hai cái áo trong một cái hộp và gửi đi. Bởi vì cái tư duy ở đây là cái sản phẩm của chúng ta phải tốt. Và sản phẩm áo thun ở đây thì không đòi hỏi chất liệu quá tốt, nhưng đòi hỏi cái mẫu mã nó phải đánh đúng vào cái tâm lý, chạm vào trái tim, khiến cho họ gãy và họ click và mua. Ví dụ trong tháng 9 2020 như các bạn thấy đây, đây là cái này, thì bạn thấy có 2, 4, 6, 8 cái sự kiện. Thì chúng ta trước đó 1 hoặc là 2 tháng chúng ta nhờ các bạn sinh viên Việt Nam học các khoa đồ họa hoặc là Fiverr, ta nhờ các freelancer design cho chúng ta những cái mẫu mã. Và nếu chúng ta chọn cái hướng đi là nhắm vào cái xu hướng, cái trend, thì chúng ta dựa vào một trong công cụ ta sử dụng hoàn toàn miễn phí là dựa vào lịch custom card calendar. Và ngoài ra trong từng tháng, từng năm hoặc là 10 năm ở nước Mỹ hoặc là 4 năm có một cái sự kiện đặc biệt, ví dụ như ngày 3 tháng 11 năm 2020 sắp tới có một sự kiện 4 năm một lần, đó là ngày bầu cử tổng thống Mỹ giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, là hai chính đảng, đảng chính ở Mỹ. Thì những hình ảnh của Donald Trump, ông Biden các bạn, tức là hiện thời điểm bây giờ mình làm video này là ngày 27 tháng 9 2020,
vào lúc 13 giờ 12 giờ 31 trưa theo giờ Washington. Thì còn hơn một tháng nữa tới cái sự kiện đó, thì những cái hình ảnh của đặc biệt là Donald Trump không những hiện diện trên những cái áo thun mà còn trên những cái ly, những cái đồng coin và những cái souvenir, những vật kỷ niệm rất là nhiều các bạn, mạ vàng, mạ đồng, mạ bạc rất là nhiều, thậm chí là trên sô cô la và trên những cái mà chúng ta những cái mình gọi là cái pendant, là những cái mà gắn trên cái như là một cái vật kỷ niệm nhỏ gắn vào sợi dây chuyền để chúng ta đeo, hoặc là chúng ta gắn trên nón hoặc là áo pin qua cái kim các bạn. Bạn search trên Amazon mà thấy rất nhiều những cái hình ảnh liên quan tới cuộc bầu cử này, đó là cái sự kiện đặc biệt, và cái cuộc bầu cử này đụng chạm tới 328 triệu người dân Mỹ, và lẽ dĩ nhiên là những người trên 18 quốc tịch Mỹ thì mới được đi bầu, nhưng hầu như tất cả đều rất là sôi động náo nhiệt. Nên một khi cái sản phẩm dịch vụ của các bạn, cái áo, cái nón hoặc là cái ly hoặc là cái những đồng coin, đồng tiền lưu niệm á, mà chạm tới trái tim của người Mỹ đó bạn, thì bạn bán được số lượng rất là lớn. Chính vì những cái sự kiện này, nếu một một cái áo thun về hình ảnh của tổng thống hiện tại là Donald Trump mà bán chạy, các bạn hình dung một cái áo mình bán 20 đô, mình lời 10 đô, các bạn bán được 100 ngàn áo. Nếu cái mẫu đó khách hàng Mỹ thích thì coi như là bạn thu vào 1 triệu đô, trừ thuế thì coi như là game over. Với 1 triệu đô trong tay, bạn hoàn toàn có thể giải phóng về tài chính. Và cái mẫu mà đụng chạm tới, tức là toàn thể người dân Mỹ, thì thường nó có liên quan tới hình ảnh của những cái vị nguyên thủ quốc gia như là Tổng thống Donald Trump hoặc là ông Biden bên đảng dân dân chủ, và hoặc là liên quan tới lá cờ Mỹ. Nó rất là đơn giản, tức là hình ảnh của hai cái vị nguyên thủ này dưới hình ảnh, dưới cái hình mà kiểu như biếm họa hoặc là đồ họa các bạn, rất đơn giản. Bạn hãy hoàn toàn lấy hình ảnh của các vị lãnh tụ này và in trên áo. Thì như Donald Trump thì ông càng càng thích nữa các bạn. Nhưng mà nếu mà một cái người Mỹ bình thường bạn lấy mà không có làm cái hợp đồng người ta chấp thuận thì bạn sẽ bị sue, bị kiện tụng đó. Vậy chúng ta dựa vào cái sự kiện đặc biệt ở Mỹ là bầu cử tổng thống, hoặc là cái sự kiện bạo động trong những tháng vừa qua trong cái dịch Covid 19 á, một người da đen bị kẹp cổ chết đó các bạn, tức là Black Lives Matters, tức là mạng sống của người da đen cũng quan trọng không kém gì mạng sống người da trắng, hoặc là những cái hình ảnh liên quan tới cái Covid-19 ở Mỹ. Thì Mỹ là cái hệ xem là cái nơi mà số lượng người mắc nhiễm và tử vong cao nhất trên thế giới vì cái cá tính, vì cái tính tự do của người Mỹ các bạn. Đó là đầu tiên chúng ta dựa vào trend và xu hướng nhé các bạn. Đây là những cái ngày đó, thì nó có ghi bằng tiếng Anh, nó hơi nhỏ. Cái này trên mạng, trên Google các bạn search có thể thấy, hoặc là các bạn bán hàng mà các bạn đăng ký tài khoản Custom Card thì các bạn cũng được cung cấp hoàn toàn 12 tháng, mỗi tháng đều có một cái lịch, và trong đó có nhiều cái sự kiện. Còn cái sự kiện 4 năm một lần như bầu cử tổng thống Mỹ thì đó là một cái sự kiện rất là đặc biệt trong nước Mỹ, cứ 4 năm một lần. Hoặc là Black Lives Matter là một cái vấn đề rất là thời sự, những hình ảnh bạo loạn được cái hệ thống truyền thông truyền hình của Mỹ chiếu trên những cái đài truyền hình ở Mỹ hoặc là trên YouTube cho các YouTuber quay, rất là ấn tượng, rất là mạnh các bạn. Và thứ hai là chúng ta chọn mẫu bán quanh năm, tức là evergreen. Một là chúng ta theo xu hướng tập trung vào những cái đang nổi bật, những cái đang thời thượng bây giờ. Hai là chúng ta bán quanh năm evergreen, tức là bán 365 ngày trong một năm. Thì bạn phải hiểu văn hóa Mỹ, thì văn hóa Mỹ có nhiều cái phương diện và nhiều khía cạnh và nhiều cái góc độ khác nhau. Vì Mỹ là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đa sắc tộc, nhưng để bán áo thì chúng ta cần nắm ba cái từ chính. Nhất là người Mỹ rất là hài hước, là funny, tức là sense of humor, humorous, rất là hài hước. Về các show truyền hình của Mỹ, điện ảnh Mỹ và phim Hollywood thì hài không kém gì những cái phim hài như là Sherlock của Pháp đó các bạn. Thứ hai là người Mỹ rất là sentimental, tức là rất là tình cảm. Vì vậy cái
Father's Day, Mother's Day, Valentine's Day thì được người Mỹ chào đón nồng nhiệt các bạn. Và những cái hình ảnh liên quan tới những ngày cha, ngày mẹ, ngày tình nhân, ngày ông bà, như là chúng ta thấy tháng 11 này vào ngày 13, sorry các bạn, tháng 9, ngày 3 tháng 9 này là National Grandparents Day, là ngày tưởng nhớ tới ông bà, tức là ông nội, ông ngoại và bà nội, bà ngoại các bạn. Thì in hình những cái câu chữ và những hình ảnh liên quan tới ông bà thì sẽ bán chạy các bạn, vì các con cháu sẽ mua để tặng ông bà của mình. Và thứ ba, cái tư cách thứ ba là hầm hố hổ báo, tức là strong characters, tức là những cái hình xăm tattoo ở trên cái bắp tay của những cái anh chàng thanh niên mặc áo ba lỗ các bạn, cưỡi một mô tô Harley phân khối lớn, và cái tiếng động cơ của Harley rất là mạnh mẽ. Tức là người Mỹ đó họ hài hước, tình cảm và hổ báo. Thì trong cái mẫu áo của bạn có một trong ba cái cá tính này, thì bạn sẽ đánh vào cái thị phần, cái phân khúc thị phần, vì nó chạm vào cái văn hóa của người Mỹ. Và mẫu bán quanh năm thứ hai chúng ta có thể đề cập đến là nghề nghiệp, và những cái nghề nghiệp thì cái người đó, cái giới đó thì phải có thu nhập và phải thích áo thun, chẳng hạn như y tá các bạn, thu nhập rất là cao ở bên Mỹ so với các cái ngành nghề khác. Y tá có thể là 1 năm, 2 năm, 4 năm. 1 năm thì có thể là trên 20 đồng, 25 đồng một giờ là chuyện, 25 đô la một giờ là chuyện bình thường. Lính cứu hỏa được xem là những vị anh hùng. Và thầy cô giáo ha, và tài xế, đặc biệt là tài xế xe tải, là những cái hình ảnh đó in trên áo thì chúng ta sẽ nhắm vào cái thị phần này thì quanh năm suốt tháng. Hoặc là chúng ta in 12 con giáp theo phương Tây, chứ không phải là 12 con giáp Tý Sửu dần mèo ngọ của Việt Nam. Bởi vì người Mỹ sẽ mua cái áo tặng cho đồng nghiệp, cho gia đình, cho bạn bè của mình. Thì một người sinh ra thì phải rơi vào trong một trong 12 con giáp các bạn, một trong 12 tháng. Và người Mỹ thì ít con, thậm chí là không có con, vậy họ thích nuôi con vật cưng trong nhà, hình ảnh của đặc biệt con mèo các bạn, con chó, cá, ngựa, gấu thì cũng rất được ưa chuộng. Và cuối cùng là mẫu về God, về Chúa Giêsu, thì cái mẫu này rất là hay vì Mỹ họ cái số đa số họ theo đạo Tin Lành và đạo Công giáo, chứ còn đạo Phật thì không có nhiều. Nên hình ảnh về God rất là tuyệt vời. Mà những cái người mua mẫu áo mà liên quan tới Chúa, có hình ảnh của Chúa Giêsu cho nó các bạn, là thường là những người lớn tuổi, vì lớn tuổi thì người ta mới hướng về cuộc sống tâm linh khi mà mình gần đất xa trời, và khi mà lớn tuổi thì người ta đã có cái tiền để dành, tiền hưu trí, nên người ta rất là hào phóng và mạnh tay. Và cái đến là cái mẫu áo về Chúa thì ít kiện tụng các bạn, vì người mua và người bán thì thường là theo đạo, nên người ta có đạo nên người ta biết sợ các bạn, người ta sống thì có nhân quả hơn và hiền hòa, từ tốn, an nhiên, tự tại hơn. Tức là mình sẽ nhờ các ghi chú quan trọng, cái mẫu design sơ mình chọn, mình nhờ các bạn sinh viên đồ họa, mỹ thuật hoặc các bạn freelancers ở trên Fiverr thiết kế nội dung phải nhắm vào một trong hai cái hướng ở trên, cái chủ đề trên. Bởi vì người Mỹ mua một cái áo thì phải có một cái lý do nào đó các bạn, họ mới móc hầu bao, mới chi mạnh. Bởi vì cái mẫu áo mà người Việt chúng ta thích thì chưa hẳn là người Mỹ thích. Thường mẫu áo người Mỹ thích á, thì thường nó đơn giản và nó có ý nghĩa, nó nằm vào một trong hai ý ở trên. Và đặc biệt là mẫu áo liên quan ngày lễ sự kiện trọng đại nước Mỹ, ví dụ như ngày cựu chiến binh, ngày độc lập, ngày bầu cử tổng thống, thì nó liên quan đến toàn thể nước Mỹ, nên cái mẫu áo bạn đưa ra đơn giản, có ý nghĩa và chạm tới trái tim người Mỹ thì cái sale rất là cao. Ví dụ 100.000 áo mà bán thì coi như là game over, bạn hoàn toàn có thể kiếm được 1 triệu đô la. Bạn lúc bây giờ bạn có thể giải phóng tài chính, và với 1 triệu đô la thì bạn rút ra 4% mỗi tháng, bạn hoàn toàn có thể có được 4.000 đô la, mà là cái sự đầu tư an toàn, đầu tư vào những cái cổ phiếu, những cái stock an toàn, vào những cái công ty, 500 cái công ty hàng đầu nước Mỹ, hoặc là 30 cái công ty lớn nhất ở nước Mỹ, thì rất là an toàn.
Và lẽ dĩ nhiên là có những cái công ty nó lợi nhuận một năm nó lên tới 30%, và có những cái công ty 15, 10%, 1, 2%, và có những công ty âm. Nhưng bù qua sức lại trung bình thì bạn kiếm được là từ 8 tới 10%, bởi vì trong quá khứ từ trước đến giờ chúng ta nghiên cứu thì chúng ta thấy trung bình là khoảng 10%, thì chúng ta hãy dự đoán được tương lai các bạn. Ngoài ra còn có những cái cách khác, ta dựa vào những cái tool, có những cái tool rất là đắt tiền, bằng các công cụ bạn là thành viên mà phải trả 99 đô một tháng, và những cái tool bạn phải trả có thể là 10 đô, 20 đô, 30 đô bạn mới truy cập. Còn hai cái cách này là hai cách đơn giản mà hiệu quả, thì muốn chia sẻ các bạn, hy vọng bạn sẽ tư duy đúng và chọn cho mình những cái design và đưa cho các bạn sinh viên hoặc là các freelancer trên Fiverr design cho các bạn, hoặc các bạn tự design để với một tài khoản Amazon, eBay, Shopify bạn có thể ra được 10 sale, 10 áo một ngày, một tháng 300 áo hoặc là hơn nữa. Sau đó bạn nhân cái số của tài khoản Shopify, Amazon, eBay nhân bảng lên thì cái thu nhập của bạn thì bằng cái số tài khoản bạn có nhân lên, thì nó sẽ gia tăng không giới hạn. Và lẽ đương nhiên là bạn phải biết đào tạo, huấn luyện, thành lập đội nhóm, và cái đó là bạn phải sử dụng là VBS, bạn phải thuê cái IP. Nếu các bạn ở Việt Nam, ở các nước mà có uy tín ở trên thế giới, chẳng hạn như là thuê IP của Nhật, của Singapore, của Đức, Anh, Pháp, Mỹ, nó khoảng 5-6 đô la một tháng. Thì bạn ở Việt Nam với IP đó thì như là bạn truy cập vào như thể bạn đang sử dụng cái đường truyền internet ở bên Singapore, Nhật hoặc là Anh, Pháp, Mỹ, Đức. Cảm ơn các bạn theo dõi video này và chúc các bạn chọn được cái design để cho ra nhiều sale nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.